rất an toàn luôn nhỉ. Đây là cách xuống thùng phi nhựa hóa chất này, dùng một cái lốp xe ô tô. Ở những cái phi sắt có xuống được như này không anh? Ở những cái phi sắt liệu xuống được như này không? Được nhỉ? Miễn là phi xuống đều. À. Phi sắt nó càng chắc sao? Vâng. Hay quá nhỉ?